nha. Này ở xóm mình heo rẻ quá, tạm mừng các bạn ơi. Bây giờ còn cái đầu ta không bán được ai, bây giờ Ai mình cũng dành hết đó, dành nó lại. cái bên mình ủng hộ nguyên cái đầu luôn rồi. Khổng lồ luôn. Cái đầu này cỡ nãy mình cân có 7 ký mấy, gần 8 ký các bạn. Heo này nó hơi lớn Heo này này. lớn rồi, tại vì heo rẻ quá ta bán bằng bán các bạn. Bữa nay giờ mình mua về mình lóc nguyên bể má thịt luôn nha các bạn. Bắt giờ mình nướng 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 tại luôn, rồi mình cuốn bánh tá ăn các bạn ơi. Còn xương đồ để mình chiều chiều mình nấu nấu lẩu xương đầu heo ăn, chứ mình không hết đâu nổi các bạn ơi. Rồi thôi giờ bắt đầu mình bắt tay vào công việc mình làm nha các bạn. Rồi trước mắt là phải cạo lông cho sạch cái đã, mới sáng sớm luôn các bạn ơi. Mình cũng sạch quá chứ, này nướng ngon lắm nè, da nó già ướp cho tới luôn ha. Nướng ha, nướng nổi không anh? Nổi chứ, nướng không? Em thấy ớn quá, tự nhiên đi giác cái đầu heo hết hồn bánh vía chơi luôn. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mình cũng làm sạch rồi, mình lóc cái đầu con heo ra luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình lóc nguyên cái lớp này mình nướng nha các bạn. Mình cũng mới vừa lóc xong rồi mình đi cũng kiếm một số rau rồi nữa, bắt đầu mình làm nướng nguyên ngay nha các bạn. Đó. Lóc nguyên một bệ luôn, đủ tay luôn các bạn. Rồi mình nướng nha. Đó. Đây. Ta giờ mình để đây mình ướp nước. Ướp cái này cho nướng rồi cái mình chặt cái này ra nên để mình làm món khác nữa các bạn. Giờ nay là mình sáng nay vợ chồng mình ướp cái này đi. Đâu nãy mình có mua ớt sạch tế các bạn ơi. Trước mắt là mình ướp cho nó miếng súp cà no các bạn. Chích đường thôi các bạn ơi, đường nhiều quá nó khác nha các bạn. Quên gì đây, bột ngọt đó con này hết, chiếc nước mắm nha các bạn. Sáng nay mình nướng cái này với mình làm một hồi, mình làm một món gỏi là gỏi gỏi khô với xoài nha các bạn. Còn cái này chiều mình làm các bạn ơi, mình làm hỏng cũng dùng hết rồi các bạn ơi. Rồi mình cho sạch té vô, bỏ đại lên hồi gom các bạn ơi. Quên đậy lại, lắc thôi mà được bạn ơi. Cho nó đều lên. Đó. Giờ vậy bỏ hết cho anh. Rồi giờ vậy bỏ hết rồi, tiêu hành ớt tỏi gì ớt gì đó. Mình bỏ này ít thôi, tại vì mọi nhiều có con nhỏ ăn các bạn ơi, chứ còn nhiễm nhiều hơn. Trời. Mẹ. Mẹ. Nếu mẹ đưa cái gì vô. Mình hợp cái mình rồi. Tiếp rồi. Rồi, xong xôi. Ướp các bạn. Có mỏ luôn các bạn. Wow. Hai con tay các bạn ơi. Ớt không mà, đang là ớt không mà. Đang là ớt cay không mà. Rồi, để đó. Cái này là mình ướp rồi các bạn. Bây giờ bữa nay mình chuẩn bị rau nha các bạn. Mình có rau cá. Để đó mình lặt nha các bạn. Ăn một thiếu rau là không ngon đâu. Cá này.
rồi mình đâu cần nữa bạn. Cần nữa các bạn ơi. Hôm nay mình chuẩn bị ba loại đi nhé bạn. Đây là mình chuẩn bị dưa leo. Dưa leo này là mình ra nãy ra mình ngay chỗ trong tổ tổng các bạn. Mình hái loại như vậy nè. Mình để mình ăn nguyên nha bạn. Thôi đừng sắc, sắc ăn rất là nhỏ nè. Ba cái này loại này rất là giòn nha các bạn. Cái leo này cái lặt cái đầu đòn ra mình nhai rất là ngon. Rồi, rau sống mình đã chuẩn bị như đây nha các bạn. Bây giờ mình làm nước mắm đi. Nước mắm cái mình làm cái món món thứ hai của mình ăn kèm vô cho nó đỡ ngán nha các bạn. Đó là mình xài, mình chuẩn bị xoài á các bạn. Xoài keo với khô chỉ vàng nha các bạn. Đây. Khô chỉ vàng. Đồng hồ mình nướng mình xé vô mình trộn với khô này nha các bạn. Rồi chút nữa đây có mình món thứ ba nữa, món thứ ba dành cho cậu nhóc của mình. Đó là ốc heo nha các bạn. Thành ra là ốc heo rồi mình chưng nha các bạn. Rồi, mình làm cái món nước mắm cái đi rồi mình nè. Cái mình nhúm lửa mình nướng nướng thịt nha các bạn. Nướng đầu nốt vòng ngoài đầu heo nha các bạn. Hết chuyện đi mua đậu heo vậy ăn. Bây giờ người ta chia hết rồi. Còn cái đó thì mình lại sao thì mình lấy. Nhưng mà cái đậu heo ngon mà các bạn. Cực ngon luôn. Rồi heo này nấu rồi các bạn ơi. Giờ mình bỏ lên nha các bạn. Chỗ mình hẹp nhỏ lắm các bạn ơi. Ở nhà mướn mà không có chỗ để mình nướng ngon đâu các bạn ơi. Wow bự quá. Cắt nó không anh? Không. Cắt ra không? Rồi. Không cắt ra sợ nó không chín thì sao? Chín chưa? Lật cái lỗ tai lên rồi. Để cho mình thông cái lỗ mũi xuống cho nó dễ chín nha bạn. Anh xéo cái lỗ tai rồi, cái bên đây để bên kia để bên đây hả? Đúng không? Xong là xong cái kia. Đúng rồi. Trời ơi. Trời đất ơi, vậy chắc 8 tháng mới chín cả nhà. Từ từ nữa mà. Ăn cái gì cũng từ từ nó mới đói nó mới ngon. Mình làm cái món gỏi xài nha các bạn. Mình đang nướng bên giờ bắt đầu mình làm gỏi xài. Bào ra cái mình khô mình xé vô mình làm gỏi ăn hồi kèm với đó cho nó đỡ ngán nha các bạn. Nói vui các bạn ơi. Này hồi mình chưng cho thằng nhỏ ốc heo nha các bạn. Bào nó rất là nhuyễn nha các bạn. Quá ngon các bạn ơi. Các bạn ơi, giờ nó bự quá chắc mình phải cắt ra các bạn ơi. Cái đầu nó bự quá mình cắt ra để cho nó chín các bạn. Chứ để hồi nó không chín các bạn. Mình cắt nguyên lỗ tai ra nha các bạn. Ủa nóng quá.
đúng nấu rồi. Phải thủ thế mới cắt nổi cái này các bạn, nó bự quá. Mắt chắc rồi đây. Cái này nó giòn. Tải cái này lại lại đi. Cái này tải lại đi. Ôi, cái vàng đã gì vậy? Nó ngon mới cắt luôn các bạn ơi. Không cắt là nó không chín nổi rồi. Cái mũi heo luôn nha bạn. Cắt dây mình mới tở nổi các bạn ơi. Không có đường nào nổi nữa. Quá bự đi. Bây giờ cái này xích vô một chút. Quá chín rồi các bạn ơi. Quá okay. Quá. Mình làm cái rau đi. Rau xiết cho nó xong các bạn ơi. Cái mình tổn mỗi rổi rổi xài ha. Ăn là phải chịu cực các bạn ơi. Chịu khó mình làm tỉ mỉ từ từ rồi cái. Quá đã luôn các bạn. Dạng hực luôn. Rau người ta hái từng đọt cây, xong nó hái toàn ở dưới đất, không phải dơ quá. Lặn lâu. Đây nó hết rồi các bạn ơi. Bảo à, Bảo, lấy cho cha đôi đũa con. Gần tới giờ ăn rồi các bạn ơi, đói quá rồi, tưa rồi. Mẹ xuống rồi. Bây giờ mình cộng gỏi đi ha. Gỏi cái mình làm được má. Nước mắm chi. Ta còn 2 con bướm rồi nha. Ừ. 2 con bướm rồi. Con bướm làm gì? Con bướm bắt con bướm. Thằng kia học online, còn thằng này thì nó bậy phá các bạn ơi. Nay vô mẫu giáo rồi các bạn. Đâu rồi? Thôi đừng bướm, đừng bắt con. Bắt đi làm cái gì? Các bạn ngon ghê các bạn. Cảm ơn bướm. Cảm ơn ông bướm. Ông bướm đó. Là ông bướm đó. Cảm ơn ông bướm quá. Ê, ông bướm ở trong hồ bơi kìa cha. Ừ, rồi ấy vô đi, họ cho lộ lên hồ bơi. Vô đi con. Bác nói không nghe phải không? Đi nó nghe một hồi không cho lội luôn.
vô đi con. Hai cái chai này mới giữ rồi nha. Ừ. Vô không phải anh hai đang học nha. Hai cái chai. Ông bướm vô rồi. Nhưng mà giờ ta tổn cái này lên nha. Món nướng của mình nó bỏ nấy nữa kìa mày. Tổn đều xài với ấy lên khô lên nha bạn. Wow. Mình cho miếng muối ớt vô nha các bạn. Cho miếng đường vô nha các bạn. Mình gõ nha. Chiếc bột ngọt nha bạn. Rồi mình tổng điều lên là thành một món gỏi cực kỳ ngon luôn. Quay ngang mình nhớ mình tở cái này chứ để nó khác mọi người. Thôi tổng gỏi đều lên. Đây gạo sống chuẩn bị sắp xong rồi. Ngon luôn các bạn ơi. Mình có xài luôn nha các bạn. Đây nước mắm mình có làm xong rồi nha các bạn. Mắm mình bầm tỏi ớt rồi nêm đường muối bột ngọt rồi làm cho nó ngon nha các bạn. Rồi chấm với nước thịt nha các bạn. Nguyên vị nước mắm luôn nha các bạn. Giờ mình tới món ốc heo hồi nãy nè các bạn. Ốc heo giờ mình chưng cho thằng lính của mình. Bỏ nêm nếm miếng đường muối bột ngọt tí thôi. Nhỏ nó không có ăn hành thành ra mình không có nêm hành nha các bạn. Mình cho một miếng bột nêm nha các bạn. Chiếc bột ngọt. Tí nước mắm là được rồi nha các bạn. Rồi, vậy là mình đã có một món ốc heo hấp nha các bạn ơi. Giờ mình cho nó ra lò các bạn ơi. Quá trời. Để tên ăn hồi nó khét hết các bạn ơi. Quá tao ngon luôn rồi. Nó lũ mũi heo biết sao đen các bạn. Tại vì con lũ mũi heo nó đen luôn. Quá trời rồi. Ngon rồi. Ủa, nhiều dữ ta. Đâu mình cắt cái đó đi. Thôi, mong các bạn ơi. Mình sợ luôn. Mình mong luôn các bạn ơi. Mình nướng này sướng lắm. Rồi xong như vậy cái dắt lên đây luôn. Chiều rửa nha các bạn. Rồi cái thang này các bạn. Cái thang này mình đỡ tốn ga mình. Cái nồi này các bạn. Ốc heo nãy ha. Mình để lên đây. Để lên đây nha các bạn. Rồi này là. Rồi nó sẽ tự động nó chín rồi các bạn ơi. Rồi giờ mình dùng đi chứ. Chén đây. Bữa nay mình làm tiệc bên cái hồ của mình nha các bạn. Mình ngồi mình ăn. Còn bây giờ á mấy đứa nhỏ này á. Để đằng đó luôn, để đằng đó đằng hồi cho em. Mấy đứa nhỏ này bây giờ á một thử thách của nó nha các bạn. Ăn ăn ốc ốc heo nha các bạn. Bây giờ mình bắt được một số cá. Mình thả vô đây đứa nào mà bắt được con nào thì lại ăn con nấy nghe bạn. Cái giỡn.
Rồi. Giờ rồi, Tín, Tín cho Tín thả xuống đi. Nè, thôi ra nè, ra nè, thả cá thôi. Rồi. Rồi đưa cái vợt cho nó. Rồi đưa cái vợt. Đó. Rồi đi bắt đi. Gắn bắt rồi, bắt nó nào, bắt được con nào không? Cá này bình thường nè. Bỏ vô thao, bỏ vô thao. Vô cho miếng nước vô. À, Tín bắt được con nào chưa? Dạ. Tín nó chụp, Tín chụp, Tín chụp. Luôn nó lại một chỗ á Tín. Súng này để đẵng nha Bảo. À, để được chơi lại bên đi con. Rồi lo bắt đi. Nè con bắt được một con nữa nè. Đưa đưa em mà cái vợt đó đó. Đưa cái vợt em. Ừ cá nó mạnh. Rồi rồi cắt cho nó. Bỏ vô thao đi, Tín bỏ vô thao đi. Thôi giờ bắt bằng tay à, Tín bằng vợt không Tín. Giờ bằng tay đi. Thôi bằng tay. Con sẽ bắt bằng vợt thằng. Thôi bằng vợt không Tín. Bằng tay. Thì cá còn quá tay chưa? Tín nó bắt kìa. Bắt cá đi. Bắt nước dây đây bắt được sao bắt đó. Ê. Bây giờ mình ngồi dùng anh ạ. Thôi. Trời. Con bắt được một con bằng tay. Ừ tụi nhỏ làm sao giờ nó bắt cá các bạn ơi. Giờ nó còn quá giờ mình bắt một số cá sạch. Mình đổ vô hồ cho nó bắt luôn. Thì mình ăn nha các bạn. Chào các bạn, chào cả nhà. Đây là cái giọt cao cấp của tôi. Thầy còn làm bên ốc heo mình đang hấp bên các bên các bạn. Này luộc heo quá bạn. Nướng rất là ngon luôn. Chẳng đây coi. Mẹ ơi, đi con. Một con không con ơi. Bắt được một con. Ừ. Leo sắp chạy ngủ rồi. Ngon bà. Ừ, gấp tưa cho nó ngõ tấm. Mát quá đi, tới bắt cá đi. Hợp. Đi bắt bằng cái vợt đi Tín. Em bắt được con này rồi. Mẹ ơi, con bắt được con cá này rồi. Anh nắm đi điện. Rồi. Mày. Ủa? Mẹ ơi. Đây. Ăn 3 giờ á. Đã dăng nghe con. Thôi bạn ơi. Mắc cú điện thoại. Hôm nay trời nắng hết bão rồi. Lúa xạ cũng lên ngon rồi, ngon hết rồi các anh em tụ tập lại về nội chơi. Nhưng mà giờ mình còn đang ở đây mình không biết. Thôi giờ mình cái chuyện gì bỏ qua bên thì mình cứ ở đây mình ăn uống chơi với các bạn. Để cho mấy tụi nhỏ nó tắm trưa cho nó mát nha các bạn. Làm gì làm chứ không thiếu con lon nha bạn. Cái nồi nó sôi kìa. Trời ơi để tôi hán thôi lắm. Vô. Vô bà. Bạn ơi cái món gỗ xài của mình các bạn. Ngon lắm bạn ơi. Vợ mình cũng bánh táo mà. Đó đây rồi. Bắt được mấy con sao rồi? Vậy con bắt được một con rồi. Bắt bằng tay. Vậy con bắt bằng tay bỏ vô hộp. Muốn tại à? Cái này hình đất mà. Ôi chết lộn. À, chỗ mình nhà các bạn nhìn thấy nhà. Cái tường này cái vách tường của người ta. Nhà mình vách cây đâu có sao mà nó mướn đâu có chỗ chơi đâu, giờ mình cái vừa hai cái tường về cho nó chơi nó mắc cá với ra xong không được bà con nhỏ quá rồi cho nó chơi về đi bắt cá đổ vô rồi cho dưới tầm đó cho nó bắt cá đổ luôn
bạn nha, mời cả nhà nha. Quá gỏi này ngon quá. Thôi, bắt hỗn hợp đi đi. Dạ chưa. Tạm sẽ bắt cá. Bắt không hồi bắt cái trơn hồi mình thả ra. Mình lấy ốc ra. Trước là bắt được con ăn được miếng ốc. Mẹ mình đây bắt bằng cái này cho nó. Ừ, dẫn bố. Anh hai nó lại đây mà. Để. Có trơn mình phải dăng luôn. Tiếng là lắng con. Cái dọn sao cũng được các bà. Nó gần từ nhỏ chơi cho nó vui. Dạ con bắt được một con mà. Được ăn cái gì dạ. Ngon quá người luôn. Nướng này lại đây. Ăn được nguyên bị đầu luôn quá ha. Sườn nay mẹ không có nướng, mẹ có chiên tẩm. Thôi vô tẩm ăn. Ăn cái này đi, cái này nướng ngon. Này cũng trường, cái trang trường. Ừ. Đặng. Vâng. Giờ nướng ha. Em anh hai ơi. Tao đổi có bữa xài ăn đỡ ngán mà. Cá này của tôi mà. Ngon quá. Kéo đâu, kéo đâu. Kéo bên đây nè, bên chỗ cái tô á. Kéo, bắt được một con cá không tại rồi kìa. Bắt là lặng hàng văng lum nha. Bây giờ mình chuẩn bị làm cái miếng lỗ mũi heo mình cạo cho cái lớp đen nãy ra các bạn. Lỗ mũi heo các bạn ơi. Nguyên cái lỗ mũi luôn rồi. Làm sống để cho mấy con kia bị hả? Cạp luôn. Cạp luôn hả? Để cho mấy con kia chết đi. Trời ơi luôn. Tin đâu, tin đâu, tin, tin. Đưa mẹ cho mẹ đây. Tin, tin. Bé tin nè. Đưa cái mẹ đi ôm muỗng cơm mà mấy cho bắt nữa không? Mấy mẹ không cho bắt à? Cho con một cái chợt á mẹ. Ở đây coi muỗng không? Cái bắt cá. Để bắt cá. Ta thấy cái lồng để bắt cá. Cạp thì ngon rồi con nhỉ. Tên hay bắt được một con. Cứng quá. Tên. Ai mà bắt được một con. Em bắt được con nào. Bạn nhậu vui. Bạn nhậu. Yeah, bắt được mày rồi nha. Ủa, mày đâu rồi? Ngon quá. Ngon quá trong đây. Sắp rồi các bạn ơi. Bự quá cạp không nổi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi mẹ. Còn một con cá nào luôn các bạn ơi. Dạ con. Dạ yeah, con bắt được một con rồi nè. Bắt được con cá này thiết rồi. Rồi đưa cái miệng này đây coi. Wow, đã. Vô các bạn ơi, khát nước. Ôi, thôi ăn đi, đừng có bắt nó vô, nó tội nghiệp lắm. Dạ. Nguyên cái đầu ở gần 8 kg các bạn, 7 kg mấy. Mấy con cá thì đâu có tiêu mà em. Đâu rồi? Lóc hết con bằng lũ ta vòng ngoài luôn các bạn.
hầm bự luôn các bạn. Cái bàn này không ha, ở ngoài chợ nó nướng bán ha, vô khoảng cỡ 300.000 nè các bạn, nhiêu đây không ạ? 300.000 á, mà chưa tính cái phần gò má xương với mắt kia các bạn, bán mà. Ba rồi giỡn hả? Tôi bắt được mà, đâu phải không bắt được đâu. Không bắt được nhiều cá rồi. Con bắt được 500 cá rồi. À không bắt được nghe mẹ. Con bắt được. Dạ thì quần quá. Dạ thì bắt cá không tiện. Ai bắt được nhiều nhất đưa cho cha coi. Rồi bắt đâu, bắt đi. Giờ tới món ăn món gì tại? Nú ba heo bạc. Nó nhức rồi. Chắc chà, chắc chà. Đâu rồi mẹ, tôi bắt được một con cá. Con cá này là của anh. Nú ba heo nó giòn, nó ghê mà ngồi. Cá này là của anh nha. Ủa, con gì vậy? Nó mắc cá. Ờ, đừng có miệng ngay, cái miệng còn hết hàng nữa chút nè. Con cá này là của anh, con cá không tin đâu. Nước ta nó giòn bằng ơi. Con cá này là của anh nè. Trời ơi, cái con que nhảy dây. Ôi, nhím tôi bắt được con cá kìa. Không, nó no, no. Mẹ ơi, con bắt được một con cá rồi nè. Mẹ ơi, mẹ, tôi bắt được con cá dồ rồi nha. À, cá sặc rồi, nó bắt được cá dồ. Nè, tên con cá này của anh nè. Tên nước nó phái nước mà. Em thả cá. Cái này. Em bắt được con cá thứ hai nè. Nó quần đó một hồi. Có khô hết. Hôm nay bắt được hai con cá. Wow, quá. Nãy thôi. Nó coi kinh khủng luôn. Hai cá không? Ờ thế. Hai con cá này của anh. Con cá không tin đâu. Cá em không rồi. Tôi bắt đi. Ướp lại rồi mày bắt vô nào. Thế nào? Nó mò kìa bạn ơi. Đâu rồi? Ôi, nó nhanh quá à. Nó dùng mọi hoạt động nó bắt được con cá sặc. Cá sặc mà bỏ vô hồ các bạn bắt đi, đâu có dễ đâu. Gì vậy? Gì vậy? Ê, nó gọi lặn rồi vậy? Lặn màu cá. Ê, con bắt được hai con rồi đó. Ê, ê, đi ra. Để xem. Con cá này mất giới. Đang thi cuộc thi mà, tự nhiên giành của người ta. Con phải nhường em chứ. Rồi đúng là chuyện tấm cắm. Bà nội vui. Thằng nhỏ nó bắt. Nó bắt trong lòng của thằng lớn. Ngon không ạ? Quá ngon. Mua về nước ăn lợi hơn các bạn. Ngon ghê. Đâu rồi mẹ? Cái đâu rồi mẹ? Cái đâu rồi? Đây. Anh hai ơi. Nào đâu? Hết. Anh cho em rồi. Rồi đó.
Này không có tấm cùng chuyện nhỏ mà. Vô bạn ơi. Tên tên bố mẹ à. Tên tên. Làm sao hết cái mâm này nổi trời. Bà nội ơi à mày nói. Mâm này chắc nãy có 3 kg. 3 kg ngoài. Tên bố mẹ mày đứt mà. 3 kg ngoài không có đường nào hết nổi. Được rồi, không còn một con cá nào luôn. Đây này, tao lấy ăn cá nữa. Nói ra là hơi giật. Ngon quá. Chết này bắt được 3 con cá rồi. Của Minh Tấn. Anh này bắt được 3 con cá. Anh bắt được 3 con cá. Em bắt được con nào đi chứ. Anh bắt được 3 con cá rồi mà. Bỏ xài vô cuốn luôn các bạn ơi. Cái con cá này à, thì ra từ nãy giờ mình thấy ở trên. Vô bà. Em này bắt được 4 con cá rồi nè. Mẹ mẹ cũng bắt được 4 con cá rồi. Đâu để coi coi từ nãy giờ ai nhiều hơn. Thôi từ nãy giờ có 1 con, từ nãy giờ con nè. Nãy giờ con. Bảo. Con thắng rồi mẹ. Chưa mẹ. Mẹ mẹ có bắt được con này rồi. Đừng có 1 con. Cá gia đình nữa các bạn. Ăn những dùng ăn chung gì không? Không có nghe bạn. Ăn nữa. Sống vì con là hạnh phúc. Tên đằng đẵng nhóc cháu gì nữa. Vì con là hạnh phúc hết. Lứa tuổi của tụi mình rồi mà giờ lo con rồi. Mình chơi cũng qua thời hết rồi bạn ơi. Mình sống lối sống như của mình đi. Nhớ là hạnh phúc. Mình ăn được nhiều đó, có nhiều người ta ăn nhiều lắm. À. Ngon ghê mà. Thật ngon. Mẹ mẹ. Ừ? Con mắt được con cái này rồi mẹ. Con coi từ nãy giờ quay hoài mẹ. Mẹ mẹ. Ăn có hồ tắm thì sao luôn rồi. Hai con. Ê, ấm muốn hết đây. Đây đây nước miệng đây. Tưa mà. Mấy con tắm mát. Đưa miệng đây, đưa miệng đây. Đưa miệng đây đi rồi mẹ chỉ nữa. Hay quá. Mẹ chỉ bắt con quên đá nhậu. Cái lớp của miếng mặt nó mà. Ngon cực kỳ. Gì tôi thử đây. Gì cái mí kế kế lỗ tai là giòn đó là. Tuần lễ đó các bạn,
mới thấy là ánh nắng mặt trời. Mưa suốt. Mưa suốt luôn. Cho cái dành lỗ tai các bạn, có miếng gân là luôn là ngon các bạn ơi. Ồ, cắm nước mắm nữa. Mời các bạn nha, mắm có ớt luôn các bạn. Giờ giờ luôn các bạn ơi. Lại tiên. Lại là. Vô bạc. Nè, đỡ giờ không tiên. Ăn đi ngắm cá đi. Nè, lại tiên. Ngắm cá lội. Bà mẹ ơi à bà mẹ. Đưa cho con này. Đây nè đứa mẹ này. Đưa cho con này nó nhanh quá. Mẹ, sao mình chơi chơi vậy ông bác? Ba mẹ út mình còn bắt con cá khác còn trên nữa. Con hồ này mình cho nó tắm 2 ngày. 2 ngày mình xả nước ra. Bơm nước mới vô mà cái tứ tước thì xả ra rồi cho cá vô cho nó bắt sẵn rồi xả rồi rửa luôn. Nó quằn á ba cái gông gông bận lóng nhá. Thế đưa cá nó quằn hồi sạch luôn à, khổ lao. Dạ dạ. Ừ. Heo 60 ngàn ký. Heo 60 ngàn ký rồi các bạn, ở quê mình á. Ghê ghê. Mua đi hai ơi. Ê, vô chơi, vô chơi đi. Bắt được con cá nào đi. Vô đi. Đằng nắng nữa kìa. Heo 60 này là bắt mắt nữa hả? Đây đến này giữ giùm cho. Ngồi đi đây, ngồi đi đi. Thịt heo có 60 ngàn ký, dưới kia nó rẻ vậy luôn đó trời. Các bạn ơi, quá trời rẻ luôn à. Cá hỏng rồi, mình sẽ bắt được nó. Mình sẽ bắt được con cá này. Mẹ ơi, mẹ. Nguyên con cá hỏng rồi. Mẹ con bắt được 5 con rồi mẹ. Ừ, rồi xong trên chút lại lên nè. Đây để anh hai bắt của anh hai. À, của anh hai chị. Nó kìa. Đi tìm đi. Ai bắt được thì của người đó. Bắt rồi hết nha. Ba. Em bắt đầu. Nhà mở miệng luôn. Anh hai sẽ chiếm lại thế. Xin chào các bạn. Hôm nay mình bắt cá. Ủa. Xin chào cô chú. Rồi cô chú nhé. Bắt giúp con nha. Thôi bắt tạm biệt các bạn. Yeah, em bắt được 7 con cá. Chúng rồi, chúng mày rồi. Em bắt được 7 con cá rồi. Nè, anh hai bắt được con cá khổng lồ nè Tim. Em hai con cá luôn rồi. Anh hai ơi. Mà các bạn cũng yeah. Con nha. Anh hai 8 con cá rồi. Em không có. Về nhà còn có mấy con cá nữa thôi là anh hai bắt xong. Anh hai là người chiến thắng. Em nhanh quá. Ôi ôi ôi. Dạ. Chín nè bà ơi. Yeah, em bắt được bà nội ơi. Bà nội ơi. Đâu qua bà. Mình cũng thử một miếng cho nó. Ngon dữ không các bạn? Ốc heo các bạn. Em hái được con này ơi. Nóng quá. Béo quá. Béo quá à. Hai con cá luôn. Nè anh ai được bao nhiêu cái cá nè. Mời các bạn nha, mời cả nhà nha. Anh ai nhiều cá. Bỏ xuống nóng lắm. Béo lắm các bạn ơi. Đi tìm tiếp đi. Để ngủ cho hai lính các bạn. Mình thử miếng rồi nó cảm giác sao. Bà ăn ốc heo không? Dạ con. Mắt heo hả? Thôi chạy đi thôi. Ốc heo. Nhìn miếng mà ngon. Nó không biết ăn cái này. Để hồi cho thằng Tiên đến nó ăn không? Ngon quá. Thôi, được rồi.
nguyên ấy luôn các bạn. Vô. À, đã. Hấp tinh than đúng không anh? Hấp tinh than. Nói chung là không tốn miếng gà nào hết. À thôi. Làm miếng này coi. Mời. Gói xài các bạn. Thượng rất luôn. Rất là ngon. Giờ cá rồi chơi lẫn lộn mà. Anh hai được mời con cá thì có. Trời ơi, xin chéo quần lên cho con. Tụt quần, tụt quần. Tụt quần ơi. Mày chạy đi đâu hả? Mày giết đâu rồi? Hả? Mày đâu rồi? Bắt cho mà hết tên cá rồi. Con bắt người con cá, còn có mấy con cá nữa thôi à. Hết luôn rồi. Gần hết, chứ chưa hả? Mấy con cá con cũng chưa bắt được. Mấy con cá con không có, một con cá nào lớn nè. Cá của em. Trời ơi, cái này giống tấm cám thiệt rồi đó. Mày quăng nó chứ mày bắt nó gì. Ngán không các bạn ơi. Thử thích ăn thử cái đầu heo coi sao. Ăn coi hết luôn. Mình nghĩ sáng ngày mình nghĩ tính luộc. Mà không có cửa nào luộc nó còn ngán hơn nướng. Mà nướng giật. Không thiệt nha các bạn. Ăn cái mâm nè còn nè. Cái nào đi chưa mà dỗ vui. Má. Không đường nào hết. Thằng nhỏ này. Nguyên bột heo để mát mát ngủ ngủ cho thằng lính đó nghe bạn. Nguyên bộ ngon quá. Nhấn là lúc cái cán luôn mà. Đâu rồi mẹ? Bà nội ơi, mẹ nội cá không xin, cá của tôi bị sảy rồi kìa. Em thấy được con cá này rồi. Mẹ ơi, nó không chèm mà con cá nào, cá con bị mắc rồi. Làm sao bây giờ? Mẹ không chèm được. Ruột ấy cho hết rồi. Đã hát. Đây là buổi trưa đã xong các bạn. Hai nhỏ tắm cũng chuẩn bị cho nó lên. Tắm lâu quá không nên các bạn. Nít mà. Mời các bạn cái hết luôn các bạn ơi. Không có dễ tiêu quá như cái những cái món này các bạn. Trời. Nhà nào cũng có cái tên. Má, cái này. Đâu đợi cái gì nữa bà. Bà nội cha ơi không. Uống cũng như một loại nước dễ khác thôi. Bắt mà, các bạn đừng có lặn vào nó là được rồi. Cái cổ còn lon thì cũng không có gì đâu. Bình thường. Vô. Món gì cũng ngon. Nhỏ anh quần. Yeah, con bắt được. Mày nâu rồi. Mày nâu rồi. Mày nâu hả? Nói không? No. Hay quá. Không, cá của tôi. Em bắt được con cá nào? Anh hai ơi. Ê, mày bánh. Rồi. Người ta gọi là cơm no ngủ say, giờ mày lên tao bánh. Tán no mà mồi thì nó say. Chắc hết dùng nổi rồi các bạn. Tên lấy cái này dễ bắt mà tên. Bắt thôi rồi. Chắc để buổi chiều ăn tiếp quá. Ăn hết nổi. Đây là thử thách của mình là hai vợ chồng mình mua nguyên cái đầu heo. Nhưng mà ý tưởng chưa biết làm cái gì. Sáng ngày hai vợ chồng tính luộc. Hoặc nấu cháo. Cá này của tôi. Nhưng mà nhìn nghĩ lời nó ngán dữ lắm. Rồi mình nói thôi để
chắc còn xương mắt để mình làm món sao đi cho các bạn coi. Còn hiện tại thì mình lóc hết toàn bộ vào ngoài đang mình nướng ướp nướng vậy mà ăn cũng không hết. Đúng, con này còn 3 ký ngoài không có đường nào ăn hết nổi mà. Hồi nãy giờ ăn giỏi chắc ký mấy rau bổi rồi nữa, ngon quá các bạn. Còn luôn nữa bạn ơi, còn nguyên cái bể lỗ tai nè bạn, lũ mũi, còn cái dành ngoài nữa, dành râm này nó rất là ngon các bạn ơi. Không, cái da này rất là ngon nha. À, trời, nướng ăn ngon, nướng ăn ngon, cái luộc ăn không nổi. Thôi giờ mình kết thúc video tại đây quá các bạn. Chúc các bạn thấy hay, thấy mình cái đăng ký kênh mình làm thấy hấp dẫn á, thì các bạn nhớ cho mình một cái like nữa, nhớ đăng ký bấm chuông các bạn, mình sẽ làm tiếp các món tiếp theo, hãy đón xem nha. Bye bye các bạn nha, có đăng đảm các bạn ngày thật vui nha.